lựa chọn hàng đầu của mọi thế hệ. Sữa tươi Vinamilk Green Farm, top 1% đầu bếp thế giới công nhận về vị ngon. Ly đã chọn cho mình một cái sự lựa chọn an toàn hơn. Nani? Bởi vì anh Hải chọn mình xong rồi mình không chọn anh Hải, cảm thấy mình... Tại sao mà em lại không chọn anh? Anh rất là tức. Ok chơi. Chiều nay qua quán quen ánh mắt nụ cười làm em bỗng lười nghĩ, suy thôi cho em đen đá không đường. Chiều nay qua. À, có cái tên bài hát ở trong đó luôn á. Đen đá không đường. Mọi chuyện là do em đó không tin em nhìn xem, đừng vì một phút cô đơn mà tìm đến bên anh, chẳng phải rằng đó. Catch me if you can. Chị hát một đoạn được không ạ? Mọi chuyện là do em đó không tin, thôi kệ đi. Đừng cố ra khổ. Mãi sau này em mới biết sự nghiệp của anh có mái tóc dài 1m62. Ủa? À, tưởng đâu mãi sau này em mới biết bông hoa đó không phải của anh. Nhưng mà biết rồi, các bạn là em nên yêu cô ta, Orange. Ngày mai có bao nhiêu niềm vui, biết bao nhiêu chờ đón từng đàn chim bay về tìm nơi đây. Ngày mai. Đúng không? Ngày mai. Một khi em đã tới, em sẽ không thể rút lui người, hãy để cho anh giữ chân em lại. Em đã tới, em sẽ không thể rút lui. Sao vậy em? Tới được thì lui được chứ. Bài gì ta? Gợi ý một chữ đầu đi. Tò tê tí te. Tò hả? Tò tê tí. Tò là chỉ có tò tê tí thôi. Tình anh như cơn lũ cuốn đôi bờ mưa giông, tình em như sông vắng trong xanh phẳng lặng. Tình anh như cơn lũ cuốn đôi bờ mưa. Biết hát nhưng mà không nhớ cái tựa. Bên em là biển rộng. Về với anh đi dòng chơi hết tháng ngày dài, mình anh ôm nỗi nhớ mệt ngoài, chỉ có riêng anh với anh thôi. Nhắn cho mày rằng anh nghe. Cắt nửa vầng trăng, tôi là con đò nhỏ. Cắt nửa vầng trăng. Ủa là tên cắt nửa vầng trăng luôn đúng không? Không đúng mà chết rồi. Cắt nửa vầng trăng. Cắt nửa. Cái tên gì ta? Một chữ đầu tiên. Ca dao em và tôi. Nàng đi qua lối đó, mùi hương bay theo gió, a hát giọt cà phê vẫn đó mà chẳng có mùi hương bay theo đôi bàn chân. Nàng đi qua lối đó. Không đâu có dễ vậy được. Đúng. Giọt cà phê tôi uống một mình nhớ. Nàng đẹp dễ dàng như là nơi qua ngã tư. Anh và anh nhìn nhau tí tách giờ. Anh vì nụ cười đó nghe như cười. Ủa không phải hả? Ba đây từng chiều mới cho là mai 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 say. Ủa, cái bài hát là gì ta? Rồi, chữ đầu tiên. Bóng mây qua thề. Good job. Về đâu người hỡi taxi, về đâu bây giờ, về đâu để thấy chúng ta vẫn mãi. Taxi, về đâu người hỡi taxi. Quá dễ đó mà lì. Ôi dễ chưa? Dễ chưa? Ôi vậy hả? Quá dễ đó mà lì. Bỏ. Về đâu người hỡi taxi, về đâu bây giờ, về đâu để thấy chúng ta vẫn mãi như người xưa. Về đâu để thấy chiếc hôn còn bây giờ, về đâu để thấy chúng ta. Okay.
Mimi thấy màn kết hợp của mình với Hoàng Hải như thế nào? Cuối cùng thì cũng đã hoàn thành ca khúc Hoang Mang, và OG song ca với Ly ca khúc này làm Ly rất là bất ngờ, vì đó là anh Hoàng Hải. Trời ơi, một idol của mình, và cảm giác được hát chung với idol của mình trên sân khấu thật là đã. Tại vì lúc mà mình làm Ly xem anh Hải thì lúc đó Ly còn rất là nhỏ thôi. Không tưởng tượng được là một ngày mình sẽ có thể hát với anh Hải trên sân khấu như thế này. Đây là một niềm vinh dự rất là lớn đối với Ly. Lily ơi, sao hồi này ở trên sân khấu chị Hồng chọn anh Hải vậy? Nhắc nữa mà. Thực ra là lúc ở trên sân khấu ấy, là Ly cũng đã phân vân rất là nhiều. Ly không chọn anh Hải không phải là vì không thích anh Hải, đương nhiên là Ly rất là thích anh Hải, nhưng mà Ly đã chọn cho mình một cái sự lựa chọn an toàn hơn. Bởi vì anh Hải là một sự lựa chọn rất là đắt giá trong chương trình đối với tất cả các bạn nữ Gen Z, ai cũng thích anh Hải hết. Nhưng mà lúc đó anh Hải chọn mình xong rồi mình không chọn anh Hải, cảm thấy mình dù sao thì Ly cũng đã có sự lựa chọn của mình rồi, và Ly sẽ tin rằng mọi thứ xảy ra đều là do duyên số. Anh Hải chọn mình xong rồi mình không chọn anh Hải. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Cho nên là dù có lựa chọn ai đi nữa thì Ly cũng sẽ thi đấu hết mình và cống hiến hết mình. Nếu mà được, không biết nữa. Thôi đừng hỏi nữa. Dù biết mọi chuyện là do duyên số, nhưng mà anh Hoàng Hải muốn ba mặt một lời chứ anh ấm ức lắm rồi. Tại sao mà em lại không chọn anh? Anh rất là thích. Thì là Ly cũng chưa có cơ hội để mà trình bày với anh Hải là vì lý do tại sao em không chọn anh. Nhưng mà thực sự là xuất phát sau từ trong tâm can của em, đó là em đã nghĩ là nếu mà anh hát với em ấy thì nhiều khi anh sẽ không có thể nào mà bung lụa hết được những cái nội tại của anh. Tại sao không? Tại vì anh sẽ làm quái vật và cho em làm người đẹp đi. Chán hả? Em chán này hả? Đi thương em thì đi. Em đã quên đi cái khúc đó, mà em chỉ nghĩ là nếu mà anh Hải hát với mình thì anh Hải cũng sẽ phải nhường mình rất là nhiều để mình có thể chứ không thì mình tàn hình mất. Mình đã nghĩ như vậy cho nên là mình đã không chọn anh Hải, chứ không phải là em không thích anh đâu ạ. Không phải đâu, đấy là em nghĩ thế thôi. Nhưng mà anh nghĩ rằng là cái sự tương phản trong âm nhạc, cái sự tương phản nó cũng tạo nên một cái sự kết hợp tuyệt vời. Tại sao mình không nghĩ đến chiều tình huống đó? Hay là nhưng bây giờ anh hỏi đơn giản này, anh có cái gì thua đúng không? Không, trẻ chung thì cũng ngang cơ vâng nhau ạ. Thôi anh không có gì thua hết, nhưng mà đó, như em cũng chia sẻ lúc nãy là em có một cái suy nghĩ trong đầu em như vậy, nhưng mà không mấy mình chọn lại đi ha. hay là do em nghĩ là anh quá tốt cho nên em rất tiếc là em không chọn. Đúng, anh rất tốt nhưng em rất tiếc. Tiếc thiệt. Vậy lúc này tại sao anh Hoàng Hải quyết định chọn Lily vậy? Vì Lily đầu tiên là Lily xinh này, xinh đẹp này. Lily biết sáng tác này, Lily hát hay này, lại chơi được nhạc cụ này. Có lý do gì mà không chọn? Quá, nhưng mà người ta chọn một thứ đã là đáng được chọn ở đây còn. Ít nhất là anh nhìn thấy khoảng 4-5 thứ hay ở Lily, tại sao anh không chọn? Mà tức quá Lily không chọn anh rất anh buồn. Vì mình quá hâm mộ ảnh, vì mình quá thích ảnh cho nên là mình quá lo luôn. Không biết là mình có làm tốt hay không. Đó, rất là lo. Nhưng rất tiếc là em chưa tận dụng hết cơ hội đó. Mới tận dụng có một lần thôi. Phí quá. Phí thật. Vậy nếu lỡ Lily và Hoàng Hải trở thành đối thủ của nhau thì sao? Mặc dù là mình rất là hâm mộ anh Hải và rất là thích anh Hải, nhưng mà nếu một khi đã là đối thủ thì không ngán ai cả nhé. Mặc dù anh Hải đứng đây nhưng mà mình sẽ, một khi đã là đối thủ thì sẽ hết mình, sẽ chơi hết mình và sẽ hết mình luôn. Sợ quá, sợ quá. Tới đâu thì tới. Đấy, còn nếu đối với anh, nếu mà anh gặp lại Lily là với cương vị là đối thủ ấy
thì anh phải cho Lily viết tay để đi. Phải hối hận vì không chọn anh. Em đổ hối hận rồi mà. Đừng đối xử với em như vậy. Anh vẫn tức, anh vẫn tổn thương. Trong trái tim phải đầy tổn thương. Thẻ VP Bank lựa chọn hàng đầu của mọi thế hệ. Anh trai Say Hi Concert 2024 chính thức bán vé ngày 21 tháng 8 tại ticket.vshop.vn.